Kawasaki Z650-2020 về Việt Nam, giá từ 187 triệu đồng. Giá bán Kawasaki Z650-2020 tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại là từ 187 triệu đồng, rẻ hơn người anh em Ninja 650-2020 từ 197 triệu đồng. Giá chưa bao gồm phí trước bạ và biển số. Được phát triển dựa trên triết lý Tsugomi quen thuộc của hãng, Kawasaki Z650-2020 sở hữu một số điểm mới đáng chú ý, giúp mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Khung sườn của Z650 vẫn không thay đổi, nhưng đèn pha và đèn định vị LED phía trước đã được thiết kế lại trông sắc sảo và sắc nét hơn. Cụm đèn này được chia sẻ từ đàn em Z400 ra mắt trước đó. Đèn xi nhan vẫn sử dụng bóng halogen. Kawasaki Z650 phiên bản lần này có màn hình màu 4.3 inch mới, giống như người anh em Z900 của nó. Tại đây hiển thị đồng hồ đo tốc độ kỹ thuật số, vòng tua máy, đồng hồ đo nhiên liệu, nhiệt độ, đo quãng đường, đồng hồ thời gian. Ngoài ra còn có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng có tên Ride Gallery. Cuối cùng, các bản cập nhật cho năm 2020 được bổ sung lốp Dunlop Sport Max Road Sport 2, cũng như yên xe được thiết kế lại mang đến sự thoải mái hơn cho cả người lái và hành khách. Kawasaki cũng sẽ mang đến một phiên bản ABS cho khách hàng tùy chọn. Kawasaki Z650-2020 vẫn được trang bị khối động cơ xi lanh đôi như bản cũ, với công suất 67 mã lực tại vòng tua 8.000. Tuy nhiên, moment xoắn đã giảm từ 65.7 Nm xuống còn 64 nm tại vòng tua 6.700. Điều này đến từ việc hệ thống ống xả và airbox đã được thiết kế lại để đạt chuẩn Euro 5. Động cơ vẫn giữ hộp số 6 cấp với hệ thống chống trượt khi dồn số gấp. Bên cạnh đó, Z650 mới vẫn sử dụng phuộc trước ống lồng đường kính 41mm ở phía trước và monoshock ở phía sau có thể điều chỉnh trước khi vận hành. Hệ thống phanh với cặp đĩa thắng có đường kính 300mm ở phía trước và phanh đĩa đơn sau có kích thước 220mm. Hệ thống phanh ABS kênh đôi được trang bị mặc định. Điều ấn tượng cần lưu ý là mẫu Z650-2020 có trọng lượng nhẹ hơn 3kg so với người tiền nhiệm ở mức 187kg. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.